Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con trai Bùi Tiến Dũng hơn một tháng tuổi rất cứng cáp, chân dài như mẹ. Thư hưởng ghen trội từ bố cầu thủ, mẹ mẫu tay Ukraine nên dù mới chỉ mới hơn một tháng tuổi, con trai Bùi Tiến Dũng đã sở hữu đôi chân dài cứng cáp và trông rất khỏe mạnh bù bẩm. Thu môn Bùi Tiến Dũng và bà xã, người mẫu gốc Ukraine 22 tuổi, hạnh phúc đón quý tử đầu lòng chào đời tên Daniel cách đây không lâu. Ngay từ khi mới sinh ra, cậu bé đã được ba mẹ cho hưởng những điều kiện chăm sóc tốt nhất chính vì vậy chị mới hơn một tháng tuổi nhưng con trai bùi tiến dũng trông rất cứng cáp và đáng yêu bùi tiến dũng hạnh phúc làm bố ở tuổi 26 dù đang phải xa nhà và bận rộn với công việc ngoài hà nội ông bố trẻ bùi tiến dũng vẫn không quên cập nhật hình ảnh quý tử lên trang cá nhân của mình hàng ngày trong clip mới đây nhất, bán Daniel gây chú ý khi nằm trên giường, tay chân liên tục quẩy đạp vô cùng đáng yêu. Con trai cưng của Bùi Tiến Dũng, Dianca, vừa đón lễ tròn một tháng tuổi vào ngày Giáng sinh 24 tháng 12. Tuy còn rất nhỏ nhưng trọn vía cậu bé lại rất cứng cáp, phỏng phao và khỏe mạnh. Đặc biệt, người xem còn chú ý đến đôi chân dài được thừa hưởng ghen từ bố cầu thủ và mẹ người mẫu. Hứa hẹn lớn lên bé Daniel cũng sẽ có chiều cao ấn tượng mới một tháng tuổi nhưng con trai bùi tiến dũng đã rất to lớn cứng cáp daniel được ba mẹ miêu tả là có mùi như tình yêu thủ môn bùi tiến dũng chơi đùa cùng cháu gái người ukraine bên cạnh ba mẹ kể từ khi chào đời cậu bé luôn trở thành tâm điểm chú ý và nhận được rất nhiều sự yêu thương từ mọi người minh chứng là dnk không chỉ có mẹ cùng em gái ruột ở bên cạnh hỗ trợ chăm sóc mà đến cả bố chồng và em trai bùi tiến dũng cũng không quản đường xá xa xôi bay từ thanh hóa vào sài gòn để chăm cháu trai Ngôi nhà dù tạm vắng bóng Bùi Tiến Dũng nhưng vẫn luôn ấm áp và đông thành viên. Đi anh ca khoe con trai nằm ngoan ngoãn trong vòng tay ông nội. Bùi Tiến Dũng và bà xã hiện vẫn giấu mặt quý tử trước truyền thông. Thông qua loạt khoảnh khắc do chính Dianca, Yakidova và Bùi Tiến Dũng thường xuyên cập nhật, có thể thấy bé Daniel được chăm bẵm kỹ càng ngay từ khi chào đời. Ngày lâm bồn, bà xã và quý tử nhà nam thủ môn xứ Thanh đi đẻ ở một bệnh viện nổi tiếng, được nhiều nghệ sĩ Việt khác cũng từng sử dụng dịch vụ. Đến khi đóng về nhà, nhóc tuy này cũng được ba mẹ chuẩn bị sẵn một phòng ngủ riêng, đầu tư trang trí vô cùng công phu. Thủ môn Bùi Tiến Dũng còn mạnh tay chi tiền thuê riêng người có kinh nghiệm Ta chăm sóc quý tử để Ca có thời gian nghỉ ngơi hậu thời kỳ sinh nở vất vả. Con trai Bùi Tiến Dũng được hưởng điều kiện chăm sóc chuẩn con nhà giàu. Ca cũng chăm con cực khéo. Dù vô cùng bận rộn với công việc, nhưng Bùi Tiến Dũng vẫn dành thời gian về với gia đình mỗi dịp đặc biệt. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đầm ấm bên tổ ấm và thiên thần nhỏ. Bạn thấy cuộc sống hiện tại của Bùi Tiến Dũng với vợ tay như thế nào? Chia sẻ với kênh tin mới nhất nhé! bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo